This is. Còn nếu mà về vấn đề về mà nói là về dạ dày, nếu mà nhà chị có người thì em là nhân chứng, bởi vì sao em là người này rồi đấy, em biết rồi, em không biết nhiều về sản phẩm này đâu, nhưng khi mà vừa mới chị hiểu thì em sau là các bạn em cũng khi mà em ra hai cái thành quả thế nào, em là cái sản phẩm này nó đặc biệt một cái, nó là cái sản phẩm lên men, đây là cái nấm súp lơ lên men, cái nấm súp lơ này ở bên hàng người ta trồng nó đặc biệt lắm, nó không như các nấm khác là nó phải ở sâu trồng trong nhà lạnh và phải có môi trường nó sạch sẽ trong lành, đúng là phải dùng từ là sạch sẽ trong lành tinh khiết để mới sản xuất. Đây là cái nấm sản phẩm lên men, thì khi mà chị ăn thì chị có thể ăn thì ban đầu em thấy nó khó lắm, nhưng mà khi ăn thì em thấy nó thấy có cái vị chua chua thì ăn như nào, nó lên men. Có chỉ dùng pha hóa ra? Vâng, pha thì nó không hòa tan được chị ạ, bởi vì là nó là dạng hạt hạt cốm to to, nó không phải là dạng bột nữa chị ạ. Để không được thôi. Đi quanh bán năm nên chị còn thấy không nhỉ? Chú bảo là chú được gặp chị và chị cũng gặp chú, đấy là một may mắn. con dâu chú trong lúc mang bầu luôn. Cô bảo là sao thành cái dao nên chị dao cô nhìn cho con em hơn không?
이러면 이제 엄마는 어차피 이제 주먹부터 드셔서 피부가 좋아지는 거고, 건강만 좋아지면 되고, 본인이 지금부터 먹으면, 예, 한 뭐 3년 후에는 피부 좋다는 거예요. 지금도 좋지만, 이 피부를 유지를 해서, 먹는 거를 굉장히 느끼는 게 늦게 하는 거예요. 빨리 말고 늦게. 안 먹는 거지. 뭐 막아. Cái này là một ngày thì mình đã có hẹn. Cái này theo đúng cái chỉ định ở đây thì là một ngày là sẽ đúng là 3 lần. Chỉ có là mỗi lần một gói, nhưng trước khi bạn tới chỉ trực tiếp ấy, thì các em dùng một ngày 2 gói cũng ok. Nếu mà mình muốn điều chỉnh cái vấn đề tiêu hóa nó cũng thì là em một ngày em dùng 2 lần sáng tối. Cái này cũng không cứ là cứ phải sau bạn chưa ăn đâu chị ạ, chị cứ ăn chị cứ dùng nó như là cái sản phẩm không chứng thì mình nhai như thế và ăn trực tiếp luôn. Thì cái này là em có vấn đề về tiêu hóa, nhưng mà thực ra em dùng cho em một dạng khác cơ. Cái đấy là cái em không nghĩ tới. Thế khi mà sau này em hỏi cô ấy là tụi em dùng cái này 3 tháng thì em sẽ giảm 2 cân. Thế em hỏi cô thì cô bảo là tại vì ngày xưa do vấn đề tiêu hóa của em một tuần em đi cũng có 2 lần bản nó không thuốc. Thì khi mà em tiêu hóa rồi cũng bắt đầu là uống nhiều nước chất lỏng Thank you very much.